Và sau đây xin mời quý vị trở lại với phần tin Hoa Kỳ của chúng tôi. Phần tin được bảo trợ bởi Mango Tours, văn phòng chuyên bán vé máy bay về Việt Nam, và ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ hôm nay là tin về việc tối cao pháp viện tuyên bố ông Trump được miễn truy tố, Tổng thống Biden gọi là tiền lệ nguy hiểm. Tổng thống Biden hôm thứ Hai chỉ trích phán quyết của tối cao pháp viện về miễn truy tố dành cho Tổng thống, được xem là một chiến thắng đối với cựu Tổng thống Trump, gọi đây là tiền lệ nguy hiểm gây hại cho nhân dân Hoa Kỳ. Trong bài phát biểu chừng mực từ Tòa Bạch Ốc, ông Biden nói rằng quyết định trên có nghĩa là ông Trump có nhiều khả năng sẽ không phải ra tòa xét xử trước cuộc bầu cử tháng 11 vì vai trò của ông trong âm mưu đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Tối cao pháp viện vào hôm thứ Hai xác định ông Trump không thể bị truy tố vì bất kỳ hành động nào nhằm trong quyền hiến định của ông trên cương vị tổng thống, nhưng có thể bị truy tố vì hành động cá nhân trong phán quyết lần đầu tiên công nhận bất kỳ hình thức nào của miễn truy tố đối với tổng thống. Ông Biden nói rằng Hoa Kỳ được thành lập trên nguyên tắc không có vị vua nào ở Hoa Kỳ. Mỗi người đều bình đẳng trước luật pháp, không ai đứng trên luật pháp, ngay cả tổng thống Hoa Kỳ. Với quyết định vào hôm thứ Hai, điều đó đã thay đổi. Ông Biden mạnh mẽ chỉ trích hành động của ông Trump liên quan đến cuộc tấn công điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 của người ủng hộ ông Trump, những người tin vào công bố sai lệch của ông Trump rằng ông thắng cuộc bầu cử năm 2020. Tổng thống nói rằng người xúc dục đám đông đến điện Capitol đang đối diện với bản kết tội hình sự vì những gì xảy ra ngày hôm đó. Nhân dân Hoa Kỳ xứng đáng có câu trả lời trước cuộc bầu cử sắp tới. Ông Biden nhấn mạnh, công chúng có quyền biết kết quả của cuộc truy tố trước cuộc bầu cử tháng 11. Tiếp theo là tin về việc ông Trump tìm cách đảo ngược bản kết tội hình sự viện dẫn phán quyết miễn truy tố của tối cao pháp viện. Ông Trump tìm cách tận dụng phán quyết của tối cao pháp viện, trong đó xác định các tổng thống được miễn truy tố vì các hành động chính thức, để đảo ngược bản kết tội của ông trong một vụ hình sự ở tiểu bang New York. Lá thư gửi thẩm phán trong vụ ở New York chưa được công bố. Văn bản được gửi đi hôm thứ Hai sau khi phán quyết của tối cao pháp viện làm chậm lại các vụ hình sự của cựu tổng thống. Phát ngôn viên của công tố viên Alvin Bragg từ chối bình luận khi được hỏi về nỗ lực của ông Trump nhằm đảo ngược bản kết tội. Vụ hình sự của ông Trump ở New York là vụ duy nhất trong 4 vụ được đưa ra xét xử. Ngày 30 tháng 5, bồi thẩm đoàn kết luận ông Trump phạm 34 tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu khoản tiền bịt miệng trả cho một ngôi sao khiêu dâm người lớn. Quyết định của tối cao pháp viện hôm thứ Hai mở rộng miễn truy tố hình sự đối với các cựu tổng thống vì hành động chính thức của họ. Nhưng vấn đề liệu ông Trump có thực hiện hành động chính thức hay không đang bị kiện tụng trong vụ ở New York. Năm 2023, ông Trump đề nghị chuyển vụ này từ tòa án tiểu bang lên tòa án liên bang. Luật sư của ông lý luận rằng những cáo buộc liên quan đến hành động chính thức nằm trong bổn phận tổng thống của ông. Một thẩm phán liên bang bác lý luận đó nói rằng ông Trump không thể chứng minh hành động của ông liên quan đến bất kỳ hành động nào trong nhiệm vụ của tổng thống. Bằng chứng rõ ràng cho thấy vấn đề này thuần túy là chuyện cá nhân của tổng thống, che giấu một sự việc khó xử. Các dân biểu Cộng hòa kiện Bộ trưởng Tư pháp Garland đòi băng ghi âm cuộc phỏng vấn của Tổng thống Biden với công tố viên đặc biệt. Các dân biểu Cộng hòa vào hôm thứ Hai đã nộp đơn kiện Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland khi họ đòi băng ghi âm cuộc phỏng vấn của Tổng thống Biden với công tố viên đặc biệt Robert Hur, một phần trong cuộc điều tra luận tội của họ. Đơn kiện của Ủy ban Tư pháp Hạ viện tại tòa án ở Washington là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến vì băng ghi âm cuộc phỏng vấn của ông Hur với Tổng thống và người viết hồi ký của Tổng thống, ông Mark Warnizer. Ông Hur phỏng vấn hai ông khi điều tra cách ông Biden xử lý tài liệu mật. Ủy ban cho biết họ cần băng ghi âm vì chúng cung cấp thông tin quý giá không thể có được trong bản chép lời như giọng điệu, nhịp độ, trầm bổng và những phong cách khác. Các nhà lập pháp đề nghị tòa ra lệnh cho Bộ Tư pháp bàn giao băng ghi âm. Ông Hur không đề nghị truy tố hình sự ông Biden vì tài liệu mật mà ông Biden cất giữ, nói rằng bằng chứng không cho thấy ông Biden vi phạm luật pháp. Công tố viên đặc biệt đưa ra nhiều nhận xét về trí nhớ của Tổng thống, khiến Tòa Bạch Ốc tức giận và trở thành vũ khí chính trị của phía Cộng hòa. Phát ngôn viên Bộ Tư pháp cho biết Bộ đang xem xét đơn kiện và sẽ phản hồi tại tòa án. Vào tháng trước, Hạ viện đã bỏ phiếu buộc ông Garland tội coi thường Hạ viện sau khi Tòa Bạch Ốc khẳng định đặc quyền hành pháp, ngăn ông trao băng ghi âm cho các nhà lập pháp. Bộ Tư pháp từ chối xử vụ coi thường
viện dẫn chính sách không truy tố quan chức của Bộ vì không cung cấp thông tin theo yêu cầu, trong khi viện dẫn đặc quyền hành pháp. Tin về việc Tennessee thi hành luật bắt buộc theo dõi GPS đối với những người phạm tội bạo hành gia đình. Một luật mới vừa có hiệu lực hôm thứ Hai ở Tennessee, trong đó bắt buộc theo dõi GPS đối với đa số người phạm tội bạo hành gia đình. Đây được xem là luật đầu tiên như thế này ở Hoa Kỳ. Ngày 12 tháng 4 năm 2021, bà Jeffy Sisko và con gái là Mary Vacross bị chồng đã ly thân của cô Mary bắn chết. Nghi phạm Sean Vacross sau đó tự tử. Vacross đột nhập vào nhà của mẹ vợ anh ta, nơi cô Mary đang ở đó, mang theo súng, dây buộc và axit aqua để tấn công họ. Anh ta được tại ngoại sau khi siết cổ vợ và dùng súng đe dọa cô ta trước đó một tháng. Vacross được xem là mối đe dọa đến mức thẩm phán lẽ ra phải xem thiết bị theo dõi GPS là điều kiện tại ngoại, nhưng thẩm phán không làm như vậy. Ông Alex Jung, con của bà Jeppy, vận động thành công bắt buộc dùng thiết bị theo dõi GPS đối với những người phạm tội bạo hành gia đình. Luật mới của Tennessee mang tên Đạo luật bảo vệ bạo hành gia đình Jeppy và Mary. Theo Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, cứ 4 phụ nữ thì có 1 người và cứ 7 nam giới thì có 1 người là nạn nhân của bạo hành gia đình. Với công nghệ này, nạn nhân được thông báo qua ứng dụng trên điện thoại hay thiết bị điện tử khi người vi phạm lệnh bảo vệ, như đến gần nạn nhân hay nhà của họ. Khi người vi phạm đến gần, nạn nhân nhận được nhiều thông báo từ tin nhắn và email, trong khi trung tâm theo dõi gọi điện thoại cho cảnh sát. Cảnh báo lũ lụt được phát đi cho phần lớn New Mexico sau khi 100 người được cứu thoát vào cuối tuần qua. Các chuyên gia thời tiết vào hôm thứ Hai cảnh báo, phần lớn tiểu bang New Mexico đối diện thêm 2 ngày nguy cơ lũ lụt nguy hiểm như lũ lụt vào cuối tuần qua, gây thiệt hại nặng. Hơn 100 người được cứu thoát và để lại bùn đất ở một thành phố gần đây bị cháy rừng tàn phá. Một thi thể được tìm thấy dưới sông Rio Grande ở Albuquerque vào hôm Chủ nhật, nhưng chưa rõ trường hợp tử vong này có liên quan đến lũ lụt hay không. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Cảnh báo lũ lụt có hiệu lực đến thứ Ba hôm nay đối với phần lớn miền trung của New Mexico như Albuquerque, Santa Fe, Las Vegas và Ruidoso. Trong cuộc họp báo vào hôm thứ Hai, ông Daniel Porter, nhà khí tượng học của Cơ quan Thời tiết Quốc gia ở Albuquerque, cho biết nguy cơ lũ lụt kéo dài ít nhất đến thứ Tư, sau đó giảm xuống trong ngày thứ Năm, rồi lại tăng lên trước cuối tuần. Mưa lớn gây thiệt hại ở những khu vực của New Mexico, nơi cháy rừng thiêu rụi cây cối và thảm cỏ, như ở phía bắc tiểu bang, nơi một đám cháy lớn thiêu rụi nhiều cộng đồng vào năm 2022, và ở Ruidoso, nơi cư dân buộc phải di tản vì cháy rừng lan nhanh cách đây vài tuần. Phát ngôn viên vệ binh quốc gia Hank Minatres xác nhận cuối tuần qua, lực lượng hỗ trợ đã cứu thoát ít nhất 100 người bị mắc kẹt trong xe vì nước lũ, chủ yếu ở khu vực Ruidoso. Thị trưởng Lynn Crawford nói rằng, ông chưa bao giờ thấy lũ lụt như thế này. Theo phát ngôn viên Kerry Claden của thành phố, 26 cuộc cứu nạn nước ở Ruidoso chỉ riêng trong ngày thứ Bảy và thêm 51 cuộc gọi vào hôm Chủ nhật. Quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Phần tin Hoa Kỳ được bảo trợ bởi Mango Tours, văn phòng chuyên bán vé máy bay về Việt Nam với giá rẻ nhất. Chỉ cần gọi số phone 1-888-630-9658 sẽ có nhân viên đặt vé máy bay cho quý vị nhanh chóng và tiện lợi. Phần tin Hoa Kỳ cũng được bảo trợ bởi ChaCha POS, công ty chuyên về máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi Châu Bá Thông 415-335-2000. Chúng tôi xin tạm dừng bản tin trong giây lát và sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin địa phương của các bản tin chính như sau. San Francisco trở thành thành phố đầu tiên ở California không đạt mục tiêu nhà ở theo quy định của tiểu bang. 7 nghi phạm bị bắt giữ trong cuộc biểu diễn xe trái phép ở San Jose. Chào mừng quý vị đến với Mango Tour, nơi quý vị đặt vé máy bay đi Việt Nam với giá rẻ nhất, nhanh chóng và dễ dàng. Mango Tours tự hào mang đến chất lượng phục vụ tốt nhất với hàng ngàn đánh giá 5 sao từ khách hàng, luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi chuyến đi của quý vị, từ đặt vé, hủy vé hay giữ chỗ cho quý vị. Đặc biệt, Mango Tours luôn có những ưu đãi với giá vé rẻ nhất không thể cạnh tranh. Hãy gọi ngay số 1-888-630-9658 để được các nhân viên của Mango Tours tư vấn các chương trình khuyến mãi tốt nhất cho quý vị.
Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415 335 2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi.